tự nhiên mình bị đưa ra thông báo này cái mọi người chạy trốn trơn rồi, mình làm sao vậy? Tại Bây vì giờ ai nghe cha giảng cũng bị phạt thì thầm luôn mà dạ không đúng được, vậy, con chiên cũng không được tới, không được tới. Là giống như là Tề Thiên bị nhốt ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm thì chỉ có đường Tam Tạng đi ngang qua dở lá bùa thì ổng mới bay ra được thôi, chứ còn đường Tam Tạng mà không dở lá bùa rồi ổng cũng chết thôi. Tòa giám mục Vĩnh Long ra thông báo Vạn Tuyệt Thông tiền kết đối với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường vì những quan điểm giáo lý sai lạc với đức tin tinh tuyền của Hội Thánh Công giáo. Được biết sau khi cha giám quản, hội đồng tư vấn và một số cha đã trao đổi với cha Tường, tòa giám mục Vĩnh Long đã gửi một bức thư riêng cho cha Tường và xin cha về nhà thờ phường Tư, là giáo xứ nơi cha giám quản giáo phận đang ở, để cha tịnh dưỡng và bình tâm suy nghĩ, sám hối. Đồng thời, tòa giám mục Vĩnh Long cũng gửi một thư thông cáo cho họ đạo Thành Thới, nơi cha Tường công tác mục vụ, để thông báo việc cho cha Tường về nghỉ dưỡng tại nhà thờ phường Tư, với lý do là sức khỏe, nhằm giữ thể diện cho cha Tường. Nhưng trong thánh lễ hôm Chúa Nhật 18 tháng 5 năm 2014, sau khi cha quản hạt công bố lá thư của tòa giám mục, thì cha Tường đã dùng những ngôn từ phê phán, chỉ trích tòa giám mục và kích động giáo dân phản đối, nặng lời chửi bới các cha đến dâng lễ hôm đó. Vì thế, buộc lòng vào ngày 23 tháng 5 năm 2014, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long, đã gửi thư thông cáo đến từng giáo xứ và yêu cầu đăng trên các trang mạng để thông báo việc Vạ Tuyệt Thông tiền kết đối với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, đồng thời giáo phận Vĩnh Long bác bỏ mọi thông tin lẫn lời giảng dạy của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã tuyên bố trên mọi phương tiện truyền thông. Sau đây là toàn văn hai bức thư thông cáo của tòa giám mục Vĩnh Long. Bức thư đầu tiên, tòa giám mục Vĩnh Long thông báo: Kính gửi anh chị em giáo dân họ đạo Thành Thới, giáo phận Vĩnh Long. Sau khi nghiên cứu hoàn cảnh và sức khỏe của cha sở họ đạo Thành Thới cũng như nhu cầu mục vụ tại địa phương, qua thư này, tôi, giám quản giáo phận Vĩnh Long và hội đồng tư vấn giáo phận quyết định cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cha sở họ Thành Thới, được tạm nghỉ công việc mục vụ. Cha được mời về nghỉ dưỡng tại nhà thờ phường 4, hạt Vĩnh Long. Từ nay, các công việc mục vụ, đặc biệt là các bí tích tại họ Thành Thới sẽ do cha quản hạt Thạnh Phú, Du Xe Nguyễn Văn Thượng, phân công các linh mục trong hạt đảm trách. Xin thông báo để anh chị em được biết và liên hệ khi cần thiết. Xin anh chị em thêm việc hy sinh và lời cầu nguyện cho giáo phận, cho hàng giáo sĩ và nhất là các mục tử đã có công phục vụ anh chị em trong những năm qua. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các ngài để các ngài luôn xứng đáng là mục tử như lòng Chúa mong ước. Lời cầu nguyện và việc hy sinh của anh chị em là cách thể hiện lòng biết ơn với những người đã dày công phục vụ họ đạo, phục vụ anh chị em trong những năm tháng qua. Nguyện xin mẹ Maria là thầy dạy và gương mẫu đức tin và các thánh tử đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh phúc âm hóa cầu bầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin theo gương các ngài trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương sáng của Thánh Gia Thất để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi, tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo trên quê hương Việt Nam. Thân ái trong Chúa Kitô. Linh mục Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long. Sau khi cha quản hạt công bố lá thư của tòa giám mục, thì cha Tường đã dùng những ngôn từ phê phán, chỉ trích tòa giám mục và kích động giáo dân phản đối, nặng lời chửi bới các cha đến dâng lễ hôm đó. Vì thế, buộc lòng vào ngày 23 tháng 5 năm 2014, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long, đã gửi thư thông cáo đến từng giáo xứ và yêu cầu đăng trên các trang mạng để thông báo việc Vạ Tuyệt Thông tiền kết đối với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, đồng thời giáo phận Vĩnh Long bác bỏ mọi thông tin lẫn lời giảng dạy của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã tuyên bố trên mọi phương tiện truyền thông. Vĩnh Long ngày 23 tháng 5 năm 2014, thông báo kính lễ quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân giáo phận Vĩnh Long. Trong thời gian qua, giáo phận Vĩnh Long xảy ra sự kiện liên quan đến các bài giảng của cha Phêrô với dân từ. Ngày 15 tháng 5 năm 2014 vừa qua, trong tư cách là đấng bản quyền giáo phận, tôi đã triệu tập cuộc họp gồm quý cha trong hội đồng tư vấn, quý cha hạt trưởng liên hệ, quý cha trong ban giáo lý đức tin, quý cha trong ban giáo luật, quý cha giáo sư thực nghiệm, để lắng nghe lập trường của cha Phêrô với dân tộc. Sau khi nghe cha Phêrô Tường giải thích về lập trường của cha, về những điểm giáo lý mà cha đã giảng dạy hay họ đạo Thành Thới Bến Tre và nhà riêng của cha hay họ đạo Chồng Lớn Trà Vinh, cùng với những CD và dùng phương tiện truyền thông internet để rao truyền những sai lầm về giáo lý của giáo hội Công giáo, quý cha trong các ban nói trên đã trình bày lại những
khiếm điểm chính lý theo giáo lý tân điển của giáo hội Công giáo, nhưng cha vẫn ngoan cố trong lập trường sai lầm của cha bằng những hình thức cũ. Vì vậy, một, căn cứ theo luật hội thánh điều 1364, tôi đấng bản quyền giáo phận Vĩnh Long tuyên bố cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị giảm tuyển thông tìm cách, tức là tức khắc. Thứ hai, căn cứ theo luật hội thánh điều 1331, từ nay cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị cấm: một, không được cử hành hay lãnh nhận mọi bí tích, kể cả ác bí tích của giáo hội. Hai, nhỏ, không được hành xử mọi chức vụ, tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, cũng như bị cấm hưởng dùng các bằng ân đã được ban cấp trước đó dành cho hàng giáo sĩ. Ba, buộc cho phê lưu tuần về cư trú tại nhà thờ phường Tư, 88 đường Phạm Thái Bình, phường 4, thành phố Vĩnh Long, để dành thời gian sám hối và cầu nguyện. Thứ ba, như vậy kể từ nay, mọi việc quy tụ cử hành phục vụ và giảng dạy của cha Phêrô với dân tường đều bị cấm. Thứ tư, đồng thời cấm tất cả chị em giáo dân tham dự mọi việc cử hành phục vụ và giảng dạy do cha Phêrô Nguyễn Văn Tường quy tụ. Thứ năm, giáo phận Vĩnh Long hoàn toàn bác bỏ mọi điều do cha Phêrô Nguyễn Văn Tường tuyên bố trên mọi phương tiện truyền thông, yêu cầu quý cha về trên trong giáo phận đọc thông báo này cho anh chị em giáo dân được biết. Thân ái trồng cho Kitô, linh mục Phêrô Dương Văn Thành, giám quản giáo phận Vĩnh Long. Phải hiểu rằng việc tuyên bố vạ cho vị linh mục này là phương dược giúp ông sửa đổi. Nếu ông chấp nhận giáo lý hội thánh tông truyền, ông sẽ được giải vạ. Mọi phản đối và lên án giáo quyền là nhằm chia rẽ các thành phần dân Thiên Chúa. Cha giám quản giáo phận và các cha đã xem xét kỹ các lời giảng dạy của linh mục Tường, và các ngài nói rõ một linh mục phải giảng dạy những điều phù hợp giáo lý, được phép của bản quyền địa phương. Bản quyền giáo phận đã chỉ rõ những điều sai lạc trong các bài giảng của linh mục Tường. Chẳng hạn linh mục Tường nói sai về quyền Chúa trao cho Thánh Phêrô, về ơn cứu độ, về việc ăn thịt động vật. Ví dụ, về việc ăn thịt, cha Tường nói, ai ăn thịt động vật thì không được Chúa chúc phúc. Tuy nhiên trong sách Sáng Thế chương 1 câu 29-30, Chúa đã phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Cần nói rõ rằng đoạn Sáng Thế trên là thời kỳ vườn địa đàng, thuộc khai thiên lập địa, khi con người còn chưa xa phạm tội, còn sống trong ơn nghĩa Chúa. Nhưng tới thời ông Noê, sau lụt hồng thủy, Chúa đã ký giao ước mới với ông Noê thì đã khác. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi, ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên, linh mục Tường vẫn không chấp nhận mình sai và không hứa sửa đổi. Các vị hữu trách hiểu rằng các ngài đã hành động theo đúng lương tâm và giáo luật. Nếu một vị linh mục có thiện chí và thật lòng yêu mến giáo hội, ông đã tự quên mình, biết vâng lời và làm gương sáng cho giáo dân. Có người chưa hiểu chuyện đã vội kết án giáo quyền với những lời lẽ không thích đáng. Theo một linh mục giáo sư giáo luật ở Sài Gòn, vạ tuyệt thông tiền kết có nghĩa là dù chưa tuyên, nhưng khi linh mục này mắc phải lỗi lạc giáo, giảng dạy trái giáo lý hội thánh, thì ông đã bị vạ rồi. Cũng theo cha giáo sư, chúng ta đừng coi vạ ấy là hình phạt, mà phải coi là phương thuốc chữa trị. Và nếu như thế thì người, ngoài giáo phận không hiểu chuyện đừng làm cớ cho một số bè nhóm chống đối quyền bính. Có người cho rằng cha Tường rất được giáo dân yêu mến. Đặc biệt là cha Tường, rất sùng kính lòng thương xót Chúa và cử hành nghi thức sùng kính lòng thương xót Chúa, thu hút nhiều người. Nhưng việc một linh mục có nhiều hoạt động, hay được giáo dân yêu mến không biện hộ cho việc ông bị vạ. Một linh mục có uy tín nói rằng, kể cả giám mục khi lạc giáo hay bội giáo vẫn bị vạ tuyệt thông. Nghĩa là luật hội thánh được áp dụng không trừ ai. Cần biết rằng trước kia Tổng giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cũng bị Tòa Thánh Vatican ra vạ tuyệt thông vì quy tụ các giám mục ly khai chống lại giáo hội. Trong suốt thời gian khủng hoảng, ngài đã nhiều lần hối lỗi, được tha vạ tuyệt thông rồi lại tiếp tục tái phạm và bị dứt phép thông công.
Cuối cùng, ngài đã quay trở lại với giáo hội và qua đời trong tình trạng hiệp thông với giáo hội, được giải vạ. Vậy để hiểu rõ hơn về Vạ Tuyệt Thông, mời mọi người cùng kênh VTVH đi tìm hiểu ngay sau đây. Để trả lời cho câu hỏi Vạ Tuyệt Thông là gì? Chúng ta cần tìm hiểu tín điều tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, kinh tin kính các tông đồ thì mới hiểu Vạ Tuyệt Thông được rõ ràng hơn. 1. Các thánh thông công. Trên nguyên tắc, tất cả những ai được rửa tội đều là thánh vì đã được sạch tội tổ tông và tội riêng từ khi sinh ra cho tới lúc lãnh nhận bí tích rửa tội. Nếu là người lớn, được gia nhập vào nhiệm thể của Chúa Kitô. Trong nhiệm thể này, mỗi chi thể thông hiệp với nhau vì cùng chung một nhiệm thể của Chúa Kitô, người là đầu. Nên tất cả các tín hữu còn sống hay đã qua đời, đã được lên thiên đàng hay còn đang ở luyện tội, đều có thông hiệp mật thiết. Đó là tín điều các thánh thông công. Các tín hữu còn sống làm thành giáo hội lữ hành. Các thánh trên thiên đàng làm thành giáo hội khải hoán. Các linh hồn trong luyện tội làm thành giáo hội thanh luyện. Các tín hữu tôn kính, cầu xin các thánh. Còn các thánh cầu bầu cho các tín hữu trước mặt Thiên Chúa. Các tín hữu làm việc lành phúc đức cầu cho các linh hồn. Còn các linh hồn cầu bầu cùng Chúa cho các tín hữu còn đang sống. Các tín hữu đều thông công với nhau, mỗi người đều có quyền hưởng nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của tất cả những người khác. Hiểu như vậy, từ đây, chúng ta đi sang phần Vạ Tuyệt Thông. 2. Vạ Tuyệt Thông. Vạ Tuyệt Thông hay dứt phép thông công, rút phép thông công, là một hình phạt của giáo hội công giáo Hoàn Vũ dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội và ngoan cố không chịu sửa đổi hay sám hối. Khi một người bị tuyên án Vạ Tuyệt Thông thì về bản chất, người đó bị tách rời ra khỏi sự hiệp thông với những tín hữu khác trong giáo hội, về hình thức là bị khai trừ khỏi tổ chức giáo hội. Theo giáo luật có hai hình thức Vạ Tuyệt Thông. Vạ Tuyệt Thông tiền kết và Vạ Tuyệt Thông hậu kết. 1. Vạ Tuyệt Thông tiền kết được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần giáo hội phải ra công bố, nhưng nếu có công bố thì đó là một tội phạm công khai, để ngăn chặn những hệ lụy xấu đi kèm. Theo bộ giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn 7 loại vi phạm bị chế tài vạ tiền kết. Các vạ đó là 1. Người bỏ đạo, dối đạo hay ly khai khỏi giáo hội sẽ bị mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết. 2. Ai ném bỏ mình máu thánh Chúa, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết dành cho tòa thánh. 3. Người nào hành hung đức giáo hoàng sẽ mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết dành cho tòa thánh. 4. Người phá thai trực tiếp, hay người đồng lõa, như chỉ chỗ, giúp phương tiện và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết. Những tội mà một giáo sĩ có thể vi phạm. 5. Giải tội cho người đồng phạm chiếu theo điều 977, sẽ mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết dành cho tòa thánh. 6. Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích, phải bị mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết dành cho tòa thánh. 7. Giám mục nào không có ủy nhiệm thư giáo hoàng mà phong chức giám mục cho người khác, cũng như người nào được thụ phong do giám mục ấy sẽ mắc Vạ Tuyệt Thông tiền kết dành cho tòa thánh. Trong 7 quy định vạ trên đây, có 5 loại vạ tuyệt thông chỉ được giải do chính tòa thánh, 2, 3, 5, 6 và 7, còn 2 loại vạ kia 1 và 4, có thể được giải do giám mục giáo phận hay những linh mục được ủy thác. 2. Vạ Tuyệt Thông hậu kết, được ấn định cho một số tội sau khi vi phạm, đương sự chưa lập tức bị vạ. Đương sự chỉ bị vạ sau khi giáo hội ra công bố hay phán quyết. 3. Quyền phạt và tha Vạ Tuyệt Thông. 1. Vạ Tuyệt Thông hậu kết chỉ ràng buộc phạm nhân sau khi vạ được tuyên án. Một giám mục có thể ra Vạ Tuyệt Thông hậu kết cho người ngoan cố không chịu sửa lỗi nặng đã được cảnh cáo. Nếu chịu hối lỗi thì giám mục có thể tha vạ này. 2. Vạ Tuyệt Thông tiền kết nghĩa là, đương nhiên bị vạ này khi phạm một trong những tội hay lỗi nghiêm trọng ghi trên đây, chỉ có giáo hoàng hay những người được luật quy định mới giải vạ này. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử thì bất cứ linh mục nào cũng được phép tha mọi tội và giải Vạ Tuyệt Thông tiền hay hậu kết. Giáo luật nói rõ những hậu quả của Vạ Tuyệt Thông như sau. Không được cử hành hay lãnh nhận mọi bí tích kể cả á bí tích của giáo hội. Đối với giáo sĩ và tu sĩ, không được hành xử mọi chức vụ, tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào cũng như bị cấm hưởng dùng các đặc ân đã được ban cấp trước đó. Người mang Vạ Tuyệt Thông là người tự tách mình ra khỏi mọi hiệp thông với giáo hội. Cho nên, chính họ không được lãnh nhận hay cử hành mọi bí tích là nguồn cội của sự thông hiệp vào nhiệm thể Chúa Kitô trong yêu thương và hiệp nhất. Vì thế, họ tạm thời ở bên ngoài giáo hội cho đến khi vạ được tha bởi người có thẩm quyền trong giáo hội. Hình phạt chỉ là biện pháp sau cùng, sau khi đã sửa sai trong tình huynh đệ, đã cảnh cáo, nhưng vẫn không có kết quả nên phải áp dụng hình phạt.